À, xin chào các bạn. Cách đây gần một năm thì mình cũng đã chia sẻ các bước lập kênh YouTube. À, tuy nhiên à, thì từ tháng 1 năm 2020, YouTube thay đổi khá là nhiều về chính sách cũng như là giao diện. Do vậy là hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước à, cách tạo kênh YouTube theo cái giao diện của 2020. Thì nội dung trình bày bao gồm những phần sau. Thứ nhất là chia sẻ với các bạn về chọn chủ đề cho kênh. Cái thứ hai là các bước tạo kênh. Cái thứ ba là thiết kế ảnh bìa kênh, ảnh thu nhỏ kênh, ảnh đăng ký kênh. Cái thứ tư là giới thiệu các thành phần trong YouTube Studio 2020. Cái thứ năm là upload một video minh họa. Và cuối cùng là giới thiệu kênh à, cho mọi người cùng biết về cái chọn chủ đề kênh á thì từ tháng 1 năm 2020 thì YouTube áp dụng cái luật gọi là cop COPPA. Luật này là đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng. Do vậy những cái kênh nào mà dành cho trẻ em, kênh có nhân vật xuất hiện trong video là trẻ em, kênh có những bài hát, có những nhân vật hoạt hình là trẻ em thì các kênh này sẽ bị tắt chức năng kiếm tiền hoặc là à, sẽ hạn chế cái khả năng kiếm tiền do vậy khi mà các bạn vào những cái kênh nổi tiếng dành cho trẻ em thì các bạn sẽ thấy là cái chức năng bình luận của kênh đã bị tắt và cái tab cộng đồng thì youtube cũng bị cũng xóa đi như vậy các bạn lưu ý là các bạn không được làm những kênh dành cho trẻ em bởi vì nó không có kiếm tiền được riêng về kênh nhạc nếu mà các bạn tự sáng tác thì không sao những bạn mà các bạn download những cái bản miễn phí trên mạng á, thì cái khả năng bật kiếm tiền à, cũng khá là thấp bây giờ mình sẽ qua cái phần tạo kênh thì để tạo kênh thì các bạn bắt buộc phải có một cái tài khoản gmail thì cái cách tạo à, tài khoản gmail như thế nào các bạn có thể xem ở trong cái video hướng dẫn về youtube à, của tuần trước tuy nhiên ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn tạo kênh thì các bạn phải xác định được là các bạn đặt cái tên kênh như thế nào thì trước khi tạo kênh thì các bạn sẽ vào trong cái trang là youtube.com các bạn sẽ đặt một cái tên nào đó mà chưa có ai sử dụng à, ví dụ như là mình chuẩn bị mình đặt tên kênh là shop ho tươi ly ví dụ như mình tìm thử là có cái uh, uh, kênh nào nó như thế này không và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ vào trong cái phần là youtube com suyệt, à, các bạn gõ là à, shop hoa tươi this thì nó thông báo như vậy là, là trang này hiện không có sẵn do vậy là đối với những cái trang như vậy thì các bạn à, biết chắc chắn là chưa có ai đặt tên à, như như thế này các bạn sẽ nên là lấy cái tên này bởi vì cái việc À, đặt tên rất là quan trọng do vậy là trước khi tạo kênh thì các bạn phải suy nghĩ cho kỹ cái tên kênh mà cần đặt để sau này các bạn không phải tốn thời gian để sửa lại nữa như vậy mình quyết định là mình sẽ lấy cái tên này bởi vì nếu mà các bạn chọn một cái tên kênh duy nhất thì khi mà người xem á họ tìm kiếm thì cái tên kênh của các bạn nó sẽ xuất hiện ở cái trang đầu tiên còn không á nếu mà trùng những cái kênh khác thì bởi vì là kênh của bạn mới do vậy cái, cái khả năng tìm kiếm mà mọi người nhìn thấy là rất là khó nó chỉ ưu tiên những cái kênh nổi tiếng thôi thì đây là cái địa chỉ email để tạo kênh thì các bạn sẽ click vào trong cái biểu tượng này à, sau đó các bạn chọn là YouTube thì về nguyên tắc khi mà các bạn à, tạo kênh thì nó sẽ lấy cái tên kênh này nè chính là cái tên mà bạn đặt ở trong tài khoản gmail thì đây là mình gọi là kênh chính tuy nhiên á thì các bạn có thể tạo nhiều cái kênh thương hiệu người ta gọi là kênh phụ thì nó sẽ tốt hơn để sau này các bạn quản lý để tạo kênh thương hiệu, thì các bạn sẽ vào trong cái phần này. Các bạn click vào đây. Các bạn sẽ chọn phần là Setting. À, sau đó các bạn chọn là Thêm hoặc là Quản lý kênh của bạn. Các bạn chọn cái dòng chữ này. Thì hiện nay, cái kênh của mình á, cái địa chỉ email của mình thì nó sẽ có một cái kênh thứ nhất là chính là tên của mình. Cái thứ hai là cái kênh EDM Go của mình. Hiện nay là đã à, gửi bật kiếm tiền và đang chờ YouTube à, xét duyệt. Đây là cái kênh nhạc. Và bây giờ để tạo một kênh mới thì mình sẽ chọn là tạo một kênh mới ở đây. Như vậy là mỗi một kênh YouTube nó sẽ có kênh chính, chính là tên của các bạn và nhiều kênh phụ thì các bạn chọn ở đây nó gọi là kênh thương hiệu. Bây giờ mình sẽ đặt cái tên của mình là Shop Hoa tươi Liz. Sau đó các bạn chọn cái nút này là tạo. Thì ở trong cái kênh mới này nè, nó sẽ có hai phần. Cái phần thứ nhất là Customize Channel. Tức là các bạn click vào đây để chúng ta thiết lập cho kênh. Thì trong phần này các bạn sẽ thấy là à, nó có cái phần là à, các bạn sẽ thêm cái ảnh bìa cho kênh là cái phần này. Còn cái chỗ này nè là ảnh thu nhỏ của kênh. Còn cái phần mà Channel... Description này tức là giới thiệu về kênh. Như vậy là bây giờ mình sẽ nhập cái phần giới thiệu về kênh ở đây. Như vậy mình đã soạn sẵn rồi, bây giờ mình copy ở đây, mình dán vào. Thì trong phần giới thiệu về kênh, các bạn sẽ ghi một số thông tin để người xem họ biết được là kênh của các bạn làm về cái gì đồng thời các bạn hãy đặt cái đường dẫn của những cái trang mạng xã hội ví dụ như mình đặt là facebook và sau đó là mình chọn ra lưu lại tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế ảnh bìa kênh cũng như là thiết kế cái ảnh thu nhỏ cho kênh bây giờ mình bấm vào trong cái nút này ha cái nút cái biểu tượng cây viết này nè các bạn chọn là Edit Channel Art. Thì đối với ảnh bìa kênh, các bạn à, phải làm cái ảnh nó có độ phân giải là 2560 nhân với 1440. Kích thước tối đa của cái ảnh này là 6 mươi Bây giờ mình sẽ sử dụng Photoshop. Nếu mà các bạn không có rành Photoshop, các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm xử lý ảnh khác. Hoặc là các bạn có thể lên mạng tìm à, những cái hình ảnh mà có cái độ phân giải là 2560 nhân với 1440. Thì đây là giao diện của Photoshop mình đang sử dụng phiên bản 7.0, bản này rất là lâu rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một tập tin mới. Mình chọn là new. Thì ở trong phần này, các bạn sẽ chọn cái độ phân giải của nó như vậy các bạn sẽ chọn cái phần là custom ở đây á, chiều dài các bạn sẽ chọn là 2560 chiều cao các bạn sẽ chọn là à, 1440 Ở trong cái phần nội dung này thì các bạn sẽ để là white là nền trắng. Ok. À, sau đó là các bạn sẽ chọn là file open thì mình đã có một cái file sẵn rồi, do vậy là mình sẽ thêm cái file đó vào thêm cái hình đó vào bây giờ mình sẽ chọn cái hình này các bạn lưu ý là các bạn vẫn đang nhấn giữ cái nút di chuyển đây nè sau đó các bạn di chuyển nó kéo qua các bạn có thể nhấn giữ phím Ctrl dấu trừ để thu nhỏ nó lại. Và sau đó nhấn Ctrl T để hiển thị cái phần điều chỉnh này nè. Các bạn sẽ nhấn giữ phím Shift sau đó các bạn thu nhỏ nó lại. Sau đó các bạn nhấn Enter. Các bạn có thể nhấn Ctrl dấu cộng để phóng lớn ra. Thì đây là cái ảnh bìa kênh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm chữ ví dụ như là shop hoa tươi this. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái màu chữ nó đang là màu đen. Thì bây giờ mình sẽ chọn là màu xanh này đây. Ok. Các bạn nhấn vào cái chữ T này nè, các bạn gõ shop hoa tươi các bạn lưu ý là ở đây các bạn chọn phong chữ ha ví dụ như là shop hoa tươi these sau đó các bạn uh, bây giờ mình muốn là cái đường viền này nè nó màu trắng thì các bạn click chuột phải vào trong cái layer chữ các bạn click chuột phải các bạn chọn là rasterize -right layer sau đó các bạn nhấn ctrl và click vào trong cái layer chữ này nè để chọn cái layer chữ sau đó là các bạn sẽ bấm vào trong cái nút này nè để chuyển cái màu trắng mình sẽ viền ở bên ngoài rồi sau đó các bạn chọn Edit Struct. Ở đây là mình viền màu trắng. Thì nó có phần outside nè. Ví dụ mình viền 7, 7 pixel. Ok. Sau đó các bạn nhấn Ctrl D. Như vậy là ở đây là ghi là Shop Hoa Tươi This. Để lưu cái ảnh này lại thì các bạn chọn là File, Save As. thì lúc này nó sẽ lưu với định dạng Photoshop ví dụ như là ảnh bìa kênh các bạn lưu lại với định dạng Photoshop để sau này các bạn dễ chỉnh sửa sau đó các bạn lại chọn là file save as các bạn lưu với định dạng là jpeg để chúng ta thêm cái ảnh bìa kênh này vào z -back. các bạn nhấn nút blue thì các bạn thấy là cái chất lượng của nó là 12 đây các bạn có thể kéo cái thanh trượt này nè thì cao nhất là 12 và dung lượng của nó là gần 3 m như vậy là vẫn chấp nhận được trong khi cái quy định của YouTube là Tối đa là 6M. Các bạn chọn OK. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong ảnh bìa kênh. Bây giờ chúng ta sẽ qua là thiết kế ảnh thu nhỏ của kênh. Ảnh thu nhỏ của kênh. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái ảnh bìa kênh ha. Các bạn chọn là Edit Channel Art. À, sau đó các bạn chọn là click vào trong cái nút này. các bạn chỉ đường dẫn đến cái ảnh bìa mà các bạn vừa thiết kế đó thì đây là ảnh bìa kênh nè các bạn lưu ý là cái độ phân giải nó 2560 nhân với 1440 thì khi mà các bạn thiết kế xong thì các bạn thấy là nó sẽ hiển thị ở những cái thiết bị nè ví dụ như là à, màn hình máy tính thì các bạn thấy là cái dòng chữ này nè nó hiển thị như vậy là ok qua đây là đối với tv à, qua đây là à, đối với điện thoại di động thì nếu mà các bạn thấy nó ok rồi thì các bạn chọn là select chúng ta đã thay đổi xong cái ảnh bìa của kênh bây giờ qua cái phần này là ảnh thu nhỏ của kênh như vậy lúc này các bạn sẽ tạo một ảnh mới các bạn chọn là new. Thì ảnh thu nhỏ của kênh các bạn sẽ chọn cái chiều cao của nó và chiều dài của nó là 250 như vậy là chiều dài 250. Chiều cao 250. Và cái chỗ nội dung này nè các bạn chọn là nền trắng, ok. Các bạn đóng hết lại những cái ảnh uh, bìa kênh kia đi. Ở trong phần này, các bạn sẽ nhấn giữ. Các bạn có thể nhấn cái phím D hoặc là nhấn vào nút này để chuyển nó về màu mặc định là chữ đen nền trắng. Bây giờ mình sẽ thêm cái hình hoa. Như vậy mình sẽ chọn là file open. Thì ở đây mình sẽ thêm cái hình hoa ly này. các bạn vẫn đang chọn vào trong cái phím di chuyển ấy nè các bạn kéo nó qua thì ở đây các bạn nhấn cần chôn cộng với phím t các bạn thu nhỏ cần chôn dấu trừ bởi vì cái ảnh góc của chúng ta nó quá lớn do vậy các bạn sẽ nhấn giữ phím shift các bạn kéo để cho nó nhỏ lại nè Các bạn nhấn cần cho dấu cộng để phóng lớn ra. Thì sau đó chúng ta có thể thêm chữ, ví dụ như là mình thêm cái chữ this. Mình thay đổi phong chữ ha. Giờ mình cho nó nhỏ lại. Rồi, ví dụ như chữ này đây. This. Bây giờ để đổi cái màu chữ thì các bạn sẽ click vào đây để đổi nè. Ví dụ mình muốn màu màu này. Ok. Các bạn có thể chọn là chữ T, các bạn bôi đen. Có thể các bạn thay đổi nè. Đó, thì nó ra cái cái chữ màu xanh. Để viền cho cái chữ này thì các bạn click chuột phải vào trong cái layer chữ. Các bạn chọn rasterize layer. Sau đó các bạn nhấn giữ control cộng click vào layer chữ này để chọn cái layer chữ này. Bây giờ mình muốn tô viền màu trắng bên ngoài thì các bạn lại click vào trong cái biểu tượng này để chuyển nó thành màu trắng. Giống như cái bước mà thiết kế ảnh bìa kênh sau đó các bạn chọn Edit Struct. Ví dụ như mình muốn là 5 pixel nó sẽ ở là bên ngoài. Ok. Các bạn nhấn cần chôn D để bỏ chọn. Sau đó là các bạn sẽ lưu cái ảnh này lại. Các bạn chọn là File, Save As. Như vậy đây là ảnh thu nhỏ. Ảnh thu nhỏ kênh thì định dạng của nó là Photoshop để sau này các bạn chỉnh sửa lại. Và sau đó chúng ta lại chọn là file save as. Các bạn sẽ chọn cái ảnh của nó là đuôi là .jpeg. Các bạn lưu lại. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong kênh. Chúng ta sẽ chọn vào trong cái biểu tượng này nè. Biểu tượng cây viết các bạn click vào đây. Sau đó là các bạn chọn edit. Các bạn click vào trong cái nút này tải ảnh lên. Thì ở đây mình đã thiết kế xong cái ảnh thu nhỏ kênh nè cái JPEG nha các bạn lưu ý là đuôi của nó là JPEG còn cái file này là file Photoshop bạn chọn Open sau đó các bạn chọn là xong rồi sau đó các bạn đóng này lại các bạn nhấn F5 để cho nó cập nhật lại như vậy chúng ta đã thiết kế xong ảnh bìa kênh nè ảnh thu nhỏ kênh này. sẵn đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế cái nút gọi là kêu gọi mọi người đăng ký thì các bạn lại tạo một file mới các bạn chọn là file new Thì file mới này các bạn chọn là chiều dài 250, chiều cao 250. Tuy nhiên cái phần lưu ý ở đây là cái phần uh, nội dung. Các bạn sẽ chọn là Transparent. Lưu ý cho đây. Sau đó các bạn chọn OK. Bây giờ mình đóng hết tất cả những cái file kia. Các bạn nhấn giữ cái phím D hoặc là nhấn vào nút này để cho nó trở về là chữ đen nền trắng. Bây giờ các bạn có thể nhấn cần chôn dấu cộng để phóng lớn ra. Bây giờ mình sẽ chọn cái màu chữ ha. Các bạn có thể chọn chỗ này nè. Ví dụ như mình cho cái chữ màu này đây. Ok. Bây giờ mình sẽ gõ cái chữ này ha. Cho phong nó nhỏ lại ví dụ như đăng ký có thể mình cho nó màu hơi tối một chút nữa đăng ký mình cho nó lớn lên Để tô viền trắng thì các bạn lại click chuột phải, các bạn chọn là Rasterize Layer. Sau đó các bạn nhấn Ctrl và click vào trong cái layer chữ này nè. Các bạn sẽ đảo ngược cái màu của nó là màu trắng. Các bạn chọn là Edit Struct. Giống như những cái bước mà nãy giờ chúng ta đã làm. Như vậy là mình sẽ tô cái nền cái viền trắng ở ngoài. Ok. Các bạn nhấn Ctrl D để bỏ chọn ha. Thì đây là cái phần đăng ký. Các bạn có thể thêm. Ví dụ như là bây giờ mình trở về màu, mình sẽ chọn màu đỏ. Bây giờ mình sẽ lưu cái file này lại. Chọn file, save và add. Thì lúc này là mình sẽ đặt là đăng ký kênh. Cái định dạng của nó là Photoshop ha. Để sau này các bạn có thể mở ra, các bạn sửa lại. Sau đó là các bạn lại vào trong file Save as. Các bạn lại chọn cái định dạng của nó ở đây các bạn chọn là BNG. Lưu ý là các bạn phải chọn BNG để nó không có cái nền nền trắng mà nó chỉ có chữ thôi. Các bạn chọn OK. Bây giờ mình sẽ đóng Photoshop lại luôn. Như vậy là mình đã xong cái phần ảnh bìa kênh cũng như ảnh thu nhỏ kênh. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái phần là thêm cái kênh liên quan vào. Thì cái kênh liên quan này là cái kênh mà các bạn muốn giới thiệu một cái kênh khác cho mọi người xem. Thì các bạn click vào đây, thêm kênh. Thêm kênh thì các bạn sẽ điền cái đường dẫn vào. Ví dụ như mình muốn giới thiệu cái kênh đem go đi thì mình copy cái đường dẫn này ha mình sẽ dán vào trong đây mình sẽ dán vào đây sau đó mình chọn là add các bạn có thể thêm nhiều kênh ở đây sau đó các bạn chọn là done ở như vậy là cái phần bên phải này là để giới thiệu cái kênh khác tiếp theo là các bạn sẽ vào trong cái phần này nè cái hình cái bánh răng cưa nè các bạn sẽ chọn cái chức năng là tùy chỉnh kênh đó, do vậy các bạn sẽ chọn là lưu lại thì ở đây nó có một cái lưu ý ha là cái phần này nè là giữ tất cả những cái đăng ký ở dạng riêng tư nếu mà các bạn chọn mặc định như vậy thì À, khi mà mọi người vào trong cái phần mà đăng ký nó sẽ không thấy những cái kênh khác đăng ký cho bạn như vậy ở đây mình sẽ chọn disable tương tự như vậy là giữ tất cả những cái danh sách ở chế độ riêng tư mình tắt hai chức năng này đi sau đó mình chọn là lưu rồi bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ chọn vào cái phần là add a session add a session này nó cho phép à, bố trí những cái thành phần trong kênh ví dụ như là mình sẽ chọn là cái video phổ biến tức là video có nhiều người xem á thì bạn muốn xếp hàng ngang hay hàng dọc ở đây mình chọn là hàng ngang mình chọn là đo bởi vì do là chúng ta chưa có upload video nào cả Do vậy là nó vẫn để như vậy Sau đó là bây giờ mình sẽ thêm một thành phần nữa Là cái phần ví dụ như là mình sẽ thêm là danh sách Danh sách đã tạo rồi chọn OK. Đó thì các bạn có thể thêm những cái thành phần trên kênh hoặc là mình muốn thêm một cái phần nữa đó là hiển thị những cái kênh mà đăng ký tức là subscribe kênh shop Họ Tươi đi mình để ở đây mình chọn là don ví dụ như mình thêm ba thành phần này rồi bây giờ mình vào lại my channel thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha là những thành phần trong YouTube Studio Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái phần này là phần tổng quan. Ở đây là những cái tin tức cập nhật. Phần bên đây là nó sẽ phân tích về kênh. Nó hiển thị là số người đăng ký hiện hành là không à, cái thời gian 28 ngày gần nhất nó tổng kết ở đây ở đây là à, 48 giờ gần nhất những cái video nào ở đâu ở đây ở trong cái phần video này thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái video mà bạn upload cái phần này là phần playlist tức là những cái danh sách mà bạn đã tạo ra cái phần phân tích này thì nó sẽ phân tích kênh trong 28 ngày gần nhất thì trong đó nó sẽ hiển thị ra à, ví dụ như là khán giả những khán giả ở những nước nào giới tính bao nhiêu, tuổi bao nhiêu, những nước nào vào xem của bạn. Và nếu sau này các bạn mà có bật kiếm tiền thì nó sẽ có một cái chức năng ở đây là kiếm tiền. Như vậy ở đây nó sẽ thống kê là 28 ngày gần nhất. Các bạn có thể À, chọn là à, like thêm tức là toàn bộ thời gian hoặc là 7 ngày 3, à, 3 tháng hoặc là một năm trong cái phần này bình luận là nó sẽ chia ra 3 phần phần thứ nhất là những bình luận bình thường không có vi phạm chính sách YouTube thì nó sẽ hiển thị ở đây cái phần thứ hai là cái phần bình luận mà cần phải giữ lại để xem xét thì khi mà các bạn thấy những cái bình luận nó đang ở trong cái phần giữ lại để xem xét này nè Thì các bạn cũng không cần quan tâm Bởi vì nếu mà các bạn xuất bản những cái bình luận này Các bạn cho phép xuất xuất bản những cái bình luận này nè Thì về lâu dài kênh của các bạn đã vi phạm chính sách chống lại à, spam của Youtube Do vậy những cái bình luận mà nó Youtube nó tự động nó liệt kê ở cái mục là xem xét hoặc là giống như là spam thì các bạn bỏ qua các bạn chỉ trả lời những bình luận ở cái phần public mà thôi cái phần subtitle này là cái phần mà cho phép là mình dịch phụ đề cho kênh cái phần kiếm tiền cái phần kiếm tiền thì các bạn sẽ thấy là hiện nay là do là mình chưa có uh, bật cái tính năng xác minh do vậy là nó không có hiển thị gì cả cái phần audio library này là thư viện những cái bài hát miễn phí mà youtube cung cấp các bạn có thể sử dụng ở trong video của các bạn mà không có quan tâm đến vấn đề bản quyền Bây giờ các bạn sẽ vào trong cái phần là setting. Trong phần setting này thì thứ nhất là cái phần tổng quát thì đơn vị tiền tệ là đô la. Cái phần channel này. Trong phần channel thì nó sẽ có cái phần là, là phần cơ bản tức là từ khóa các bạn có thể nhập ví dụ như là shop hoa tươi các bạn có thể phân cách bằng dấu phẩy ha shop hoa tươi Đà Lạt bán hoa tươi hoa nhập khẩu shop hoa tươi gì shop hoa gì đất nước thì ở đây á là các bạn chọn là Việt Nam sau đó các bạn chọn lưu bây giờ mình sẽ vào lại trong cái phần setting cái phần channel thì lúc này các bạn chọn là phần Advanced Setting. Advanced Setting thì nó cho phép là nếu mà các bạn làm về trẻ em thì các bạn có thể chọn cái chức năng này nè. Vâng, kênh của tôi làm cho trẻ em. Như vậy nếu các bạn làm cho trẻ em thì đồng nghĩa là các bạn sẽ không được kiếm tiền. Thì ở đây là nó sẽ cho phép thiết lập toàn bộ kênh là dành cho trẻ em. Cái thứ hai là à, các bạn chọn là không kênh của tôi không làm cho trẻ em, tôi không bao giờ up nội dung mà liên quan cho trẻ em. Các bạn có thể chọn nút này nút lưu. Còn cái thứ ba là tôi muốn xem xét từng video trước khi up lên là có dành cho trẻ em hay không dành cho trẻ em. Như vậy ở đây mình sẽ chọn là không. Tôi Kênh của tôi là không dành cho chị em. Tôi sẽ chọn ở đây. Chọn lưu. Bây giờ các bạn sẽ vào lại setting ha. Trong cái phần advanced setting. Các bạn sẽ thấy nó có cái phần là Google Ads Account Linking. Tức là các bạn sử dụng cái dịch vụ là quảng cáo của Google, các bạn phải trả tiền. Tuy nhiên ở đây là mình không có giới thiệu cái phần này. Còn ở đây là nếu mà các bạn muốn hiển thị cái số người đăng ký kênh thì các bạn chết vào đây. Còn nếu không thì nó sẽ không hiển thị cái lượt đăng ký. Tuy nhiên nếu mà các bạn không hiển thị lượt đăng ký trên kênh thì như vậy là à, bạn cũng đã vi phạm cái chính sách của YouTube. Như vậy tốt nhất là các bạn phải công khai cái số lượng người đăng ký kênh của các bạn. Trong đây nó có những cái phần sau. Thứ nhất là Advanced Channel Setting. Các bạn click vào đây. Thì cái phần này là mình đã giới thiệu như mới nãy ha. Tức là đất nước các bạn có thể chọn Việt Nam hoặc Mỹ cũng được. Còn đây là những từ khóa. Những từ khóa Ví dụ như kênh của bạn làm về shop tư thì các bạn sẽ gõ vào giống như mới nãy mình đã hướng dẫn. Rồi bây giờ mình đóng lại. Bây giờ cái phần tiếp theo đó là trạng thái và tính năng. Cái phần này. Trạng thái và tính năng. Thì đây, các bạn sẽ thấy là nó sẽ chia ra là trạng thái về bản quyền và trạng thái về nguyên tắc cộng đồng. Như vậy thì nếu mà các bạn vi phạm cái video hoặc là vi phạm một cái bài hát thì mỗi lần vi phạm thì nó sẽ nhảy một bậc. Nếu mà các bạn vi phạm 3 lần thì kênh các bạn sẽ chết. Đồng thời là nếu mà các bạn vi phạm về nguyên tắc cộng đồng, ví dụ các bạn upload những cái cảnh bạo lực, những cảnh giết chóc hay là À, những cái cảnh mà bị ngăn cấm, những cái hành động mà gây hại cho cộng đồng, thì mỗi lần như vậy nó cũng nhảy một bậc. Và các bạn bị ba lần thì kênh của các bạn sẽ chết. Như vậy là hoặc là vi phạm về bản quyền hoặc là vi phạm về nguyên tắc cộng đồng. Ở đây cái phần là upload, thì bạn có thể upload thì nó đang là enable nè. Cái phần bật kiếm tiền. Như vậy là các bạn kênh các bạn mới và các bạn không được bật cái chức năng này lên ha. Các bạn phải đủ điều kiện là 1.000 lượt người đăng ký và 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng gần nhất. Cái chức năng này, Longer Video, tức là các bạn sẽ chọn Enable để các bạn có thể upload những video dài hơn 15 phút. Thì ở đây nó sẽ hiển thị là bạn phải xác minh tài khoản đất nước Việt Nam nè. Sau đó là các bạn chọn ở đây, các bạn nhập cái số điện thoại vào nha. Các bạn chọn submit. Đó, nếu các bạn không có nhận được tin nhắn thì các bạn hãy uh, dùng cái chức năng là nghe như vậy là à, Google nó sẽ gọi đến điện thoại của các bạn, nó nhắn cái mã số này, các bạn chọn submit như vậy nó thông báo là chúc mừng bạn cái tài khoản YouTube của các bạn đã được xác minh, các bạn chọn là Continue như vậy là cái phần mà upload video dài hơn 15 phút đã được bật nè. Trong đó là custom thumbnail đã được bật, tức là cái ảnh thu nhỏ của video đã được bật. Như vậy chức năng custom URL tức là các bạn có thể tự đặt cái tên kênh cho các bạn chưa có được. Bởi vì sao? Bởi vì là lúc này chúng ta mới tạo kênh thì cái tên kênh nó rất là khó nhớ. Bây giờ mình sẽ đóng nè. Mình sẽ vào lại đây như vậy là cái kênh mà shop hoa tươi này cái đường dẫn của nó như thế này rất là khó nhớ sau này ví dụ như các bạn có thể sử dụng khoảng một tháng á thì youtube nó cho phép các bạn đặt cái tên kênh các bạn có thể là đặt ở đây là shop hoa tươi list. đó cái khi mà các bạn đặt như vậy thì người xem họ gõ vào cái đường dẫn này nó sẽ dễ hơn là những cái chữ như như mới nãy. Đó như là là rất là khó nhớ. Đó như vậy phần này là các bạn hãy chờ ha. Thì đó là là cái phần ở trong YouTube uh, Studio trong cái phần trạng thái và tính năng. Bây giờ mình sẽ qua tiếp cái phần khác đó là cái phần mà branding bây giờ mình đóng cái phần này đi phần branding này phần branding này thì nó sẽ cho phép các bạn xuất hiện một cái hình ảnh thu nhỏ ở đây nó gọi là cái ảnh văn nước á thì các bạn sẽ để cái hình là kêu gọi mọi người đăng ký ở đây mình sẽ chọn ha thì mới nãy mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo cái ảnh đăng ký nè các bạn click vào đây. Thì nó sẽ có những cái lựa chọn nè. Thứ nhất là cái ảnh nó sẽ xuất hiện vào cuối video hay là toàn bộ video hay là các bạn có thể thiết lập cái thời gian bắt đầu xuất hiện cái này. Ở đây mình chọn là toàn bộ video và nhấn nút lưu. Bây giờ mình lại vào trong cái phần setting đó như vậy là mình đã giới thiệu cái phần này phần này bây giờ mình sẽ qua cái phần tiếp theo là upload default tức là các bạn sẽ đặt cái thông tin ở trong đây nó sẽ có tự đề nè và phần mô tả nè và khi mà các bạn upload video mới thì tất cả những cái phần này nó tự động xuất hiện mà không cần các bạn nhập lại nữa ví dụ bây giờ mình muốn là upload cái phần này đây cái phần mà video nào cũng cần phải có. Như vậy là mình sẽ gõ nó vào đây. Ở đây các bạn lưu ý ha là trong mỗi video các bạn phải đặt liên kết đến các mạng xã hội thì đó mới là một cái phần chuẩn của YouTube. Ở đây mình chỉ để cái phần này thôi. Chọn nút lưu. Đây nó báo lưu thành công Bây giờ mình vào lại trong phần setting ha Thì đây ở trong cái phần uh, Upload video mặc định nè Nó có cái phần mở rộng nè Thì nó có những cái phần khác Ví dụ như là uh, Cái phần này Là thể loại các bạn muốn làm về thể loại gì thì ví dụ như là mình sẽ làm về ví dụ như bán hoa thể loại gì các bạn để ở đây ví dụ mà con người và lóc đi rồi nếu mà các bạn muốn những cái bình luận xuất hiện á thì ở đây các bạn để là cho phép tất cả những bình luận nè hoặc là à, giữ lại để xem xét hoặc là các bạn chọn disable comment, tức là disable cái chức năng bình luận ở trên video. Ở đây mình chọn là cho phép tất cả các bình luận ha. Chọn lưu. Rồi bây giờ mình vào lại phần setting. Trong cái phần mà cộng đồng này nè, nó sẽ có cái phần à lọc. Đây ở đây là à, nó sẽ khó những cái từ ví dụ như là à, các bạn hay vào những cái kênh khác các bạn đưa những cái đường link của kênh của các bạn vào thì các bạn có thể à, chết vào trong cái nút này là nó sẽ không cho phép bình luận những cái đường link hoặc là các bạn à, muốn khóa những cái từ bình luận ví dụ như là tôi không có muốn ở trên cái kênh của mình mà nó cứ hai cái từ sách nè hoặc là đăng ký nè đó thì những cái từ này nó sẽ không cho phép hoặc là các bạn có thể là ẩn cái user nào đó sau đó các bạn chọn luôn thì sau khi mà các bạn đã tạo trong cái phần trạng thái và tính năng thì lúc này các bạn sẽ vào trong cái phần à, kiếm tiền nè tức là trên cái giao diện này à, giao diện của 220 á thì kênh chưa bật kiếm tiền hay đã bật kiếm tiền thì đều có cái chức năng là kiếm tiền ở đây và chức năng này các bạn lưu ý là các bạn phải đủ 1.000 lượt người đăng ký và 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng gần nhất thì lúc đó các bạn mới bấm vào cái nút này nè để bật kiếm tiền còn hiện nay chưa đủ thì các bạn đừng có động vào bởi vì nếu mà các bạn bật khi chưa đủ điều kiện sau này đủ điều kiện rồi thì YouTube nó cũng sẽ không xem xét đối với những cái kênh như thế này Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái phần là upload video Upload video ha mình sẽ Upload một cái video này đây ví dụ như là mình sẽ Upload cái video là hoa ly đi hoa ly như vậy để Upload video thì thứ nhất là mình sẽ chuẩn bị một video và thứ hai là cái ảnh bìa của video thì bây giờ mình sẽ đổi cái tên này ví dụ như là hoa ly À, mới về, Holly mới về ha. Còn cái video này thì mình cũng sẽ đặt tên luôn, Holly hàng mới về. Rồi, bây giờ mình sẽ upload một video để minh họa cho các bạn. Các bạn sẽ vào trong cái phần này nè, đây. Các bạn chọn là upload video. Sau đó các bạn có thể kéo thả vào đây hoặc là các bạn chọn select file. Bây giờ mình sẽ click vào đây để upload video này. Thì đây là tiến trình upload. Và thời gian còn lại upload Bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ đặt tên. Đặt tên ha. Thì mình sẽ đặt tên đây. Hoa Di một mới về hoa Tết. Ở đây nó có là 38 ký tự trên 100. À, thường thì các bạn nên đặt từ 60 tới 70 ký tự là chuẩn nhất. Còn cái phần này là do chúng ta đã khai báo mặc định. Do vậy là video nào nó cũng sẽ xuất hiện ha. Rồi sau đó các bạn sẽ nhập cái phần mô tả vào. Mình dán vào đây ha. Ảnh thumbnail là cái ảnh thu nhỏ của video đó. Mình sẽ chọn vào đây. Mình chọn ảnh thu nhỏ là hoa ly mới về nè. Thì nó thông báo nha. Tức là cái file này lớn hơn 2 mê. Do vậy là bây giờ mình sẽ xử lý. Mình sẽ dùng Photoshop để mình xử lý nha. Như vậy mình sẽ chọn là file new. Thì ảnh bìa này mình sẽ chọn là 1920 1080 là full HD. Cái nội dung ở đây là mình sẽ chọn là màu trắng. Ok. Sau đó mình chọn là file open. Mình mở cái file ảnh video này nè. Sau đó mình kéo nó qua đây có thể nhấn cần chôn dấu trừ để thu nhỏ ha cần chôn t và sau đó là nhấn giữ phím ship để kéo cho nó vừa cái khung enter cần chôn dấu cộng cho nó lớn ra các bạn có thể thêm chữ ở đây còn ở đây mình không có thêm thì mình chọn là say add thì ở đây mình sẽ chọn là hoa ly loại 1 mới về Tết mình sẽ lưu lại cái file Photoshop để sau này dễ chỉnh sửa và sau đó mình lại chọn là file save và add mình sẽ lưu với cái đuôi là jpeg lưu thì các bạn sẽ thấy nè cái chất lượng của nó là 12 ở đây kích thước của nó là một mê gần một mê rưỡi là ok các bạn chọn ok nếu mà các bạn thấy nó hai mươi mấy vượt quá hai mươi các bạn có thể giảm cái chất lượng này lại 11 hoặc là 10 gì đó nhưng ở đây nó 12 nó ok rồi các bạn chọn ok rồi sau đó là mình sẽ đóng photoshop lại bây giờ mình chọn lại là upload thumbnail thì đây là 1,39 m Tiếp theo nữa là danh sách, tức là các bạn muốn thêm cái video này vào trong danh sách thì chúng ta tạo ở đây luôn. Còn không thì các bạn có thể bỏ qua bước này. Ở đây mình muốn là thêm nó vào danh sách. Ví dụ như là mình sẽ chọn vào đây là tạo danh sách. Hoa tươi. Sau đó nhấn nút tạo. xong như vậy là cái video mới up này nó sẽ nằm trong cái danh sách là hoa tươi ở đây là cái phần khán giả nè bởi vì là mình đã chọn toàn bộ những cái video up trên kênh không phải dành cho trẻ em do vậy là nó đang để, để mặc định không không phải cho chị em nè các bạn cứ để nguyên sau đó các bạn chọn vào trong more option thì trong more option này chúng ta sẽ thêm những cái từ khóa, nó gọi là những cái thẻ tag. thì ở đây mình làm về hoa ly do vậy là cái uh, từ khóa đầu tiên mình được phép thêm đó là shop hoa tươi this như vậy là khi mà các bạn tìm kiếm những cái từ khóa đó, thì các bạn có thể vào trong uh, Google Ví dụ như là shop bán hoa tươi. Thì các bạn sẽ thấy nó ở dưới góc dưới nè. Những từ tìm kiếm liên quan đến shop hoa tươi là những từ mà mọi người hay tìm nhất. Các bạn có thể copy cái đường dẫn này các bạn. Dán nó vào trong cái phần thẻ táp kia. Thì đây là những từ nhiều người tìm kiếm nhất. Thì ở đây mình đã chuẩn bị những từ này rồi. Thì nếu mà bạn làm sẵn một cái file như thế này á các bạn thêm dấu phẩy vào trong cuối mỗi từ thì khi dán vào trong youtube á nó sẽ tự động cách ra đây mình sẽ chọn vào đây nó nó tự động nó cách ra nhầy như vậy nó cho phép là 500 ký tự nhưng mà hiện nay là 161 trăm mình cứ để đó rồi ở đây á À, nếu mà các bạn muốn là ví dụ như là cái thể loại của nó không phải là mọi người vào lóc nữa mà là, nó là những cái thể loại khác thì các bạn chọn ở đây còn không thì chúng ta sẽ để à, y nguyên đó là cái phần thứ nhất cái phần thứ hai là chúng ta sẽ thêm màn hình kết thúc và thẻ cạc cho video màn hình kết thúc là khi mà gần hết video nó sẽ xuất hiện cái màn hình và lúc này các bạn có thể thêm cái đường dẫn đến những cái video khác nhằm giới thiệu video cho nhiều người biết. Thì các bạn có thể chọn những mẫu ở đây. Đó, thì các bạn có thể chọn vào đây ha. Video mới upload gần nhất. Bởi vì là chúng ta chưa có cái gì hết, do vậy là cái phần này để sau đi ha. Sau đó các bạn chọn là trở về YouTube Studio nè. Tương tự như vậy là thẻ cạc, tức là nó cho phép trong mỗi một video, các bạn có thể giới thiệu tối đa là 5 đường dẫn đến 5 video khác. Đó thì các bạn có thể chọn ở đây các bạn chọn là ad card các bạn chọn đường link đến video mà các bạn muốn giới thiệu các bạn dán vào đây như vậy là mỗi một video các bạn được phép thêm tối đa là 9 video khác tức là bạn có thể giới thiệu được 9 video khác trong đó tối đa của màn hình kết thúc là 4 và tối đa của thẻ kẹt là 5 như vậy là tổng cộng là 9. Cái phần thứ ba là các bạn sẽ chọn xuất bản ngay hay là các bạn lập lịch. Thì các bạn có thể chọn phần lập lịch này. Ví dụ như là nếu mà các bạn xuất bản ngay thì các bạn chọn Publish ở đây. Các bạn chọn Publish thì nó sẽ xuất bản ngay. Hay là các bạn lưu lại để xuất bản sau thì các bạn chọn private. Tức là trong kênh của các bạn nó sẽ có nhưng mà mọi người thì không thấy video đó. Còn cái phần mà lập lịch này nè. Thì các bạn muốn là nó xuất bản lúc nào? Ví dụ như là tôi muốn là ngày 31 tháng 1 năm 2020. Cái video này nó sẽ xuất bản lúc 1 giờ sáng. Thì các bạn chọn ở đây Thì tự động tới cái ngày đó Giờ đó là nó sẽ Video này nó sẽ xuất bản lên kênh còn nếu mà các bạn muốn công chiếu thì các bạn click vào đây. Như vậy thì công chiếu thì nó sẽ hiển thị cái ảnh của video trên kênh và mọi người đến cái giờ đó thì nó sẽ phát trực tiếp để cho mọi người xem. Ở đây mình sẽ chọn là public now đi, chọn public. Đó, thì các bạn có thể copy cái đường link này nè. Các bạn copy đường link này. Các bạn chia sẻ trên những cái kênh. Như ví dụ như mạng xã hội Facebook nè, Twitter nè, hoặc là blog nè, để cho nhiều người cùng biết. Đó, thì khi mà các bạn upload video rồi, thì nó sẽ hiển thị ở đây ha. Là cái phần này là phần uh, video, phần này là phần là public, tức là ai cũng có thể xem được. Cái phần private này là giữ lại riêng tư. Nó sẽ hiển thị là ngày xuất bản nè, lượt view nè, lượt bình luận nè, lượt thích nè. Đó thì các bạn sẽ thống kê ở đây. Ở trong private. Thì mới nãy chúng ta đã thêm cái video này vào trong cái supporter thì nó sẽ xuất hiện ở đây rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái kênh nha bây giờ mình đóng bớt nè à, như vậy thì ở trong cái phần cái kênh chính nè các bạn sẽ thấy là nó có là upload là video mới upload nè cái phần thứ hai là à, danh sách đã tạo ừ. còn nếu mà có ai đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái phần là đăng ký ở đây thì tiếp theo cái phần cuối cùng là mình muốn giới thiệu là à, sẽ giới thiệu cái kênh cho mọi người cùng biết như vậy là mình sẽ sử dụng Facebook để mình vào trao đổi à, đăng ký cũng như là lượt xem với lại mọi người Thì đây là cái đường link mà mình sẽ dán vào đây Và sau đó mình post lên trên Facebook Hoặc là các bạn có thể à, vào trong cái phần tìm kiếm nè Các bạn sẽ tìm là group Search to search Để các bạn sách chéo với lại những cái kênh khác Và khi sắp chéo á Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng một cái kênh khác không phải là kênh shop đi really để mà các bạn chéo với lại mọi người ha bởi vì nếu các bạn dùng cái kênh uh, shop hoturi really để mà subscribe với người khác nhiều lần quá thì youtube nó sẽ đưa kênh của các, của các bạn vào cái dạng là spam như vậy các bạn phải tạo một cái kênh mới trên một cái địa chỉ email khác để các bạn đăng ký cho người khác và các bạn cho người khác cái link của cái kênh mà các bạn muốn tăng cái lượt đăng ký. Đó các bạn có thể vào những cái nhóm này trên Facebook. Các bạn cứ thấy là những cái nhóm nào mà nó có lượt à, thành viên đông đó, các bạn cứ vào trong đó các bạn chia sẻ đó và trao đổi sách với mọi người. Như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn à, rất là chi tiết à, từ những cái bước đơn giản cho đến là hoàn thiện một cái kênh à, rất là chuẩn của YouTube và một cái điều các bạn lưu ý ha là các bạn phải tự làm video, các bạn đừng có uh, gọi re-up video người khác bởi vì trước sau là YouTube nó cũng phát hiện ra. Và cái thứ hai nữa nếu mà các bạn sử dụng những cái video miễn phí mà họ cung cấp trên internet á thì các bạn phải bổ sung thêm uh, những cái giá trị hoặc là những cái video của chính các bạn vào. Chứ nếu không mà YouTube nó sẽ à, đưa cái kênh của các bạn vào cái dạng là trùng lập nội dung tức là một cái video miễn phí có rất nhiều kênh sử dụng mà cứ lập đi lập lại như vậy thì đó là trùng lập nội dung như vậy tốt nhất là các bạn phải tự quay video thì nếu các bạn thấy video hữu ích đó, thì hãy nhấn nút đăng ký like cũng như share video à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau